Tối ngày 8 tháng 12, Ủy ban Nhân dân xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xác nhận đã tìm thấy thi thể của anh Trần Như Hoàng, 28 tuổi, trú thôn Thượng Nam, xã Ngư Thủy, khi thi thể anh dạt vào cách vị trí bị nạn không xa. Trước đó, tối ngày 7 tháng 12, thi thể người anh là Trần Đức Tiến, 36 tuổi, cũng được phát hiện dạt vào gần vị trí trên. Cả hai hiện đang được gia đình tổ chức an táng. Được biết, hai người bị nạn là anh em ruột. Khi người anh rơi xuống biển, thì người em nhảy theo cứu và cùng gặp nạn. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 6 giờ sáng ngày 7 tháng 12, tại bờ biển thôn Thượng Nam, có 4 ngư dân cùng thôn là anh Trần Như Đông, 35 tuổi, Trần Như Hoàng, 28 tuổi, Trần Đức Tiến, 36 tuổi và Trần Như Đức, 38 tuổi, đi thuyền loại nhỏ ra biển đánh cá. Khi thuyền vừa đi ra cách bờ biển khoảng 20 mét, thì sóng đánh làm anh Tiến văng ra khỏi thuyền và rơi xuống biển. Anh Hoàng nhảy xuống cứu nhưng do sóng biển quá lớn nên cả hai đã bị sóng biển cuốn trôi, mất tích. Hai người ở trên tàu là anh Đông và anh Đức sau đó vào lại được bờ an toàn.